À, chú leo lên cây vú sữa, cưa cây vú sữa này luôn nha các bạn. Có cây vú sữa này không có trái các bạn ơi, mùa này không có trái rồi. Với phần người ta cắt nhà nè, cho nên người ta kêu hạ cây vú sữa này luôn nha. Chú bắt đầu đứng đó cưa mấy cái nhánh ở ngoài này trước rồi. Ước gì có tiền cũng mua một cái rồi. À, bây giờ chú máng cái máy cưa trên nè các bạn. Bây giờ leo lên tiếp nha, leo lên cắt cái nhánh ở bên đây nè các bạn. Ở bên chú nếm nha các bạn, leo lên mấy nhánh bên hướng về cái cổng dây điện. Có chú leo mang dài luôn nha. À, các bạn mà thấy video chú cưa hay thì hãy cho mình xin một ngón tay nha các bạn. Còn anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó mà cưa hạ không được thì hãy liên hệ với chú nha. Số điện thoại của chú mà mình để ở trên màn hình luôn nha các bạn. Chú cưa cây tính ra thời gian thì cũng được hai mấy năm đó các bạn. Khéo quá, khéo luôn các bạn ơi. Gió bây giờ gió ngược ra ngoài cái trụ điện nha các bạn. Chúng ta rớt xuống nha các bạn. Mình đi chỗ khác bạn ơi, chỗ này gió. Còn ở đây khán giả hâm mộ xem chú cưa nha các bạn. Với mấy em nhỏ rồi đó xem coi cưa cây nha. À, chú bây giờ lên ở trên đó đó các bạn, để mình zoom gần lại quay cái đầu gần cho các bạn cùng xem nha. Đó, chú ở đó đó các bạn. Giờ chú cưa cái nhánh ngoài nha, ngoài có cộng dây điện nữa các bạn. Đó, chú cắt mấy cái nhánh ngoài trước cho rớt từ từ nha các bạn. Rồi dính cộng dây điện các bạn, cộng tay ngang lát mình kiều xuống nha các bạn. Bây giờ cái nhánh đó chú dối cắt cho nó đừng dính dây điện, đó sụ vô đó các bạn. Rớt luôn, quá khéo các bạn ơi. À, bị kẹt dây rồi, chú leo lên cao không có được nha các bạn. Cái này anh lại anh sợi dây nha. Anh lòi ra anh sợi dây đó các bạn. À, chú bây giờ leo ở cho tút danh đọt cây vú sữa nha các bạn, để mình quay xuống gốc cây vú sữa cho các bạn xem nha. Cây vú sữa này khá cao nha các bạn, nhưng mùa nay cái này bắt đầu cái nhánh bên này cái cổng dây điện đó các bạn, ở đó cũng có cổng dây điện nha. Dây điện chuyền vô nhà người ta đang bật nha, có chuyền vô nhà đó nha các bạn. Vừa chỗ rớt xuống là nhỏ nhỏ rớt xuống các bạn. Đó, rớt xuống nè. Nhắm to to cũng hoàng rồi. Tuyệt vời, chưa khỏi cộng dây điện dưới đó bạn. Cộng dây điện đằng này nè bạn, ngay chỗ cái cây đó đó bạn, bạn thấy không? Cộng dây điện cắt cái cây luôn nè. Đó, giờ chú cắt nhỏ nhỏ cho rớt xuống nha bạn. Đó, chú cho nó ngã nha bạn, quá
quá tuyệt vời các bạn ơi, đẹp quá đẹp luôn. Lọt vô trong dây điện quẹt nhẹ thôi nha các bạn, chứ không có rớt thì chúng mạnh nha. Bây giờ chú xây quanh đây cắt mấy nhánh này nữa nè. Dối ra ngoài để cưa cái nắng lên cho nó rớt khỏi dây điện các bạn. Thấy đồng dây điện đây nè, đồng dây điện dưới này các bạn. Đó, chú mở miệng đã xong rồi. Giờ chú cưa nếm thịt cho nó. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Rớt xuống nha các bạn. Cưa gốc luôn hay gì các bạn ơi, cưa cái thân đó lại cho người ta làm công chuyện nha các bạn, để cưa cắt nhà đâu cũng được, làm cột các bạn.
Bắt đầu chú tuyệt vời nha các bạn. Rồi video của mình đến đây xin tạm ngừng luôn nha các bạn. Hẹn mấy bạn video tiếp theo là cưa cây siêu khủng, siêu to, siêu khó nha. Các bạn hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo nha các bạn.